phôi đấy nha, ví dụ như em phối 10 phôi nha, nhưng mà ví dụ trong mang 10 phôi đi xét nghiệm đó, mà nó giống như là gọi là sàng lọc ấy, sàng lọc thì ví dụ như là lui đến ngày thứ năm, xong mà cái phôi đó của em nó bắt đầu nó xét nghiệm ra là bị cái gì không, ví dụ cái phôi đó là phôi khỏe mạnh không có bệnh tật gì, phôi sạch nhá, thì mình mới lưu cái phôi đó, cái phôi đó mình làm cái phôi chuyển đấy đấy. Còn đâu nếu như trong cái hôm kia kìa chỉ đi có cái bà cái 10 phôi mà không được phôi nào luôn, cũng chết chứ mày. Vậy à, nó xét nghiệm ra, đúng rồi, nó xét nghiệm, không phải là em nghĩ đơn giản là em lấy xong rồi em cấy được đâu. Trời ơi, như chị là 8 trứng nhá, là chị phải làm 2 lần, cái chị hút một lần này phải không, xong bây giờ đến đợi kinh nguyệt lần thứ hai, ngày thứ hai của kinh nguyệt thì chị bắt đầu lại đi kích, tiếp tục kích trứng tiếp 8 ngày tiêm kích trứng, xong bắt đầu là lại đi hút một lần nữa, là gom hai đợt lại, xong có được phụ mười mấy trứng, xong bắt đầu lúc mới phối phôi, lúc ông chồng mới lấy tinh trùng phối vào thì bắt đầu phụ được 10 phôi đi, thì cái 10 phôi đấy em phải đi em chọn lọc phôi đó, em chọn lọc phôi đó, biểu phôi có bệnh gì, bệnh tim, bệnh sinh cái gì đấy ta loại hết ra, trong 10 phôi đấy em chỉ được có mấy phôi thôi đấy, mấy phôi đấy thì cái phôi đấy mới là cấy vào trong người mình, chứ không trong dạ con của mình, chứ không phải là bà đi bà lấy phát là bà được làm ở đâu. Trời ơi, đừng nghĩ chưa, chị cũng đơn giản như em vậy đó. Bây giờ mày phải đi mày siêu âm đi, xem là mày có nhiều trứng không, xem mà cái bụng trứng của em hai bên có nhiều trứng không đó. Thì nếu mà không có nhiều trứng, ví dụ như là nếu như mà chắc chắn á, ví dụ 8 trứng đổ lại hay 10 trứng đổ lại là phải gom 2 lần, là 2 tháng hút trứng ra, xong bắt đầu mới đủ lượng trứng để mình phối phôi, thì mình cứ phối vào xong mình cứ để đấy cái phôi đó, khi mình phối rồi ấy mình có để được mấy chục năm cũng được. Ví dụ em phối một lần rồi nha, và em muốn đẻ đứa này đi, xong rồi em 5 năm nữa em muốn đẻ, em chỉ lấy cái phôi ra em đẻ thôi, em không phải đi làm tiếp nữa đấy. Chị mày nghĩ thì tháng 6 về sao mà kịp, bây giờ mày phải lấy trước đi. Phải đi siêu âm đi, siêu âm xem là có nhiều trứng không. Ôi trời ơi, mà tôi nhậu nhiều quá, từ Tết giờ tôi nhậu nhiều quá. Má ơi. Đó, mày trước khi lấy là phải nghỉ ngưng một tháng. Ngưng một tháng không được nhậu nhẹt đó. Ăn uống ngủ nghỉ là lành. Hay là tôi đi lên núi thở ấy nhỉ? Chứ giờ thì mẹ ngày nào chồng cũng rủ tôi nhậu này. Như chồng, chị em thấy ông chồng chị nha, là đẻ là cho chị muốn đẻ chứ đâu muốn đẻ đâu. Nhưng mà chị nói là không uống rượu nữa, là ngưng cả một mấy ngày này không uống rồi đấy. Chồng chị ngày nào cũng phải uống rượu, mẹ ngày nào cũng uống nó không chết luôn á. Chồng bà của tôi một mà cặp chứ đéo nữa. Là ngưng luôn, là không uống gì đâu. Đó, là ngưng rồi, ngưng xong mày chắc một tháng nữa là mới đi phối đấy, thì kịp năm nay ta muốn năm kịp năm nay chị mới đẻ, còn sang năm chị không đẻ đâu. Có kịp năm nay thì ta mới đẻ thôi, còn sang năm thôi cứ đẻ đấy phôi đấy giữ đấy đã. Rồi ê, năm nay làm sao mà kịp? Bây giờ tháng 3 rồi mà. Kịp. Tháng 2 âm lịch à, mà tháng nhuận 2 tháng 2. Nhuận 2 tháng 2 không? Bây giờ mới có 2 12 mấy tháng 2. À năm nay nhuận 2 tháng 2 à? Ừ. Năm nay nhuận 2 tháng 2 mà. Thế nên là bây giờ mày ngưng uống rượu đi. Xong mày ăn uống lành mạnh, ngủ nghỉ. Thôi chịu khó. Mà đầu tiên là phải đi siêu âm xem trứng có nhiều không. Nếu mà trứng em ít, có những cái bà hôm qua đấy có 20 mấy tuổi đấy, ôi vào trong đấy mới thấy ít trứng, nhiều trường hợp ô bác có 27, 28 tuổi không có quả trứng nào luôn. Có một quả đó, có cái bà kia mẹ có một quả trứng, bạn thì bây giờ ông nói thôi đừng có làm nữa, con biết bao giờ cho nó đủ. Em nghĩ thì người ta kích một lần 7, 8, 10 quả, mẹ bà có một quả đôi khi quả là còn xịt nữa. Trời ơi, phải đi bao nhiêu tháng mới đi được trứng, đủ trứng. Cô em lấy trứng đi, cô em cứ để đấy đi. Bây giờ mình còn trẻ, em hiểu không? Mình cứ lấy mình cất đi. Cô mai sau ví dụ mình có nhu cầu mình đẻ hoặc già hoặc như nào đấy. Đó. Hoặc là với con nhung mai sau nó muốn đẻ đi mà mày nó không muốn có, nó không có trứng thì mày cho nó. Mày cho nó trứng rồi nó đẻ. Đó, đại loại mình quan trọng là trứng, giữ trứng. Càng trẻ này, trứng nó càng chắc nhiều. Giờ tôi booking resort nhà bà một tháng tôi ở luôn á Hương. Tôi ra đấy tôi không quen ai, tôi nằm trong phòng thôi chứ giờ. Tôi ơi, à chúng mà bế tôi đi nhậu luôn đi. Hôm qua vừa nhậu nhà Cao Thầy Sơn xong mày ơi. Vang tuần nào cũng nhậu. Nhậu vậy mà nhậu tít lim mù khơi vậy. Cháu nhậu vậy sao mà lấy trứng được.
chắc là tôi lắm đấy, chắc tôi nghĩ là tôi phải đi ra Vĩnh Hy, tôi ở bao giờ mà ra Vĩnh Hy đây. Chưa, chị tao mới về mà. Chưa, mình ra đây mình ở đi. Bao giờ con kiến nghỉ hè? Giờ tôi ra. Bao giờ con kiến hai mấy mẹ con ra đấy. Mẹ một tháng luôn. Ăn cá tươi, sáng ra ăn cá mực tươi. Thích không khí trong lành. Này, có khi tôi ở đến một tháng tôi lôi chúng nó về nhậu luôn, tôi chán nó thôi. Ừ. Nói chung cái đấy, không khí trong lành, xong mà về bắt đầu bắt kích trứng, bắt đầu là lấy trứng. Thôi, bà đi khám lần nào chưa? Khám rồi, có trứng ngon. Nhưng mỗi tội là tôi nhậu nhiều quá. Anh ba anh Thịnh anh bảo là trứng ok, trứng nhiều tốt mẩy. Nhưng mỗi tội là tôi chưa kịp lấy thôi, bởi vì là tôi nhậu nhiều quá tôi chết rồi. Trứng nhiều tốt. Tôi nghỉ nhậu từ hôm nay nhá. Mẹ bắt đầu nghỉ nhậu từ hôm nay. Lẹ làng đi, ừ đi nghỉ mà uống đừng, tại vì nhậu là nó ảnh hưởng lắm. Mình á bình thường phải 3 tháng đấy. Đúng cũng quy chuẩn là nếu mà muốn mà đẹp đẽ ngon nghẻ đấy là phải 3 tháng liền. Không nhậu không đồ ăn uống lành. Mẹ một tháng con đang đéo làm được còn 3 tháng. Con ngu về bà đúng điên mẹ rồi. Một tháng tôi còn chưa làm được cái này. Thì cái đó là đúng tiêu chuẩn đấy là 3 tháng đấy. Là phải sạch sẽ người ngậm giống như mình để tóc cái cơ thể của mình nhé. Tại vì cái trứng nó cũng liên quan đến mình là sức khỏe của mình chứ. Mình ăn uống nhậu nhị không nghỉ ngơi không đúng. Rồi thì nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng trứng chứ. Mẹ thì, như con gà vậy đó. Mẹ con gà mà được nuôi gọi là vườn thả vườn ăn uống tự nhiên thì bao giờ cái trứng nó cũng tốt hơn là cái con gà công nghiệp. Mẹ kiếp giờ. Đấy. Quá buồn. Thịt mẹ nhậu đéo bỏ ngày nào thịt mẹ sao mà. Bao giờ chồng mày về? Chồng em tháng 6. Tháng 6 về lâu không? Về chắc nửa tháng. Bọn em đi châu Âu, bọn em đi châu Âu nửa tháng. Mẹ nửa tháng mà kì. Ôi bà ơi, bà đi về, bây giờ bà tốt nhất là bà đi, bà bằng kia, bà kiêng đi, xong rồi bà đi lấy trứng đi, biết đâu bà lấy 2-3 lần đi. Thôi tôi nghĩ rồi này, bà nói là tôi giật mình đấy, địt mẹ, tôi cứ nghĩ lấy một phát được liền. Không, trời ơi, em ơi, nó có nhiều rủi ro chứ, mà em như em lấy ra được 10 quả trứng nha, em phối với phôi của chồng em được 10 cái phôi đi. Xong mà em phải chọn lọc phôi chứ, em nghĩ đi đâu có mình có mình phải chọn lọc phôi chứ, mình muốn con mình nó phải khỏe mạnh hoặc là mình chọn cái phôi tốt nhất chứ. À nên là đây tôi phải dặn bà chuyện này nha. Cái ngày bà đi cất trứng và cất tinh trùng bà phải nghe tôi nè. Lần trước vui cất tinh trùng tôi là bà biết tính tôi rồi, tôi đâu có thời gian đi đi lại lại. Hôm đấy là tôi đã nói với cái chỗ chữ tinh là gì, tôi đặng phí chữ tinh trùng 1 năm luôn. Thế là tôi đâu có để tâm chúng nó bảo đóng bao nhiêu tiền. Bạn hiểu bài hiểu không? Tôi bây em không nhớ đóng bao nhiêu tiền. Nhưng mà em chắc chắn là em đã dặn nó là em đóng luôn 1 năm. Bởi vì tính của em ha là phải đến bây giờ em mới cấy này. Giờ này em sẽ cấy này. Vậy mà cách đây cách đây lúc mà 14 tháng 2 ấy, là đúng ngày 14 tháng 2 là trước cái ngày Louis đi Mỹ đúng không? Là sinh nhật em là 18 tháng 2 không? Em mới nhớ, em mới bảo là giờ này em vẫn chưa cấy được. Thì em sẽ gọi điện để em đóng thêm cái tiền chữ tinh 1 năm nữa. Đến khi gọi đến nơi nó kêu là chị ơi, lần trước là bọn em thu chỉ có 3 tháng thôi. Ô chết mẹ rồi. Thế cuối cùng sao? Nó bảo là có 3 tháng thôi. Nên là giờ chị ấy thì bọn em có nghĩa nó bảo sẽ vẫn làm được mà. Đi về tao đeo tin. Thu à? Nó truy thu tiền của mình à? Không phải truy thu. Mà là mình thì kêu nó để mình thu 1 năm, đóng 1 năm. Thì nó nhắn cho em tài khoản, em chuyển khoản thôi. Em đâu có đọc giấy. Em chuyển, bởi vì làm sao khi đi lấy tinh xong này, chiều nó sẽ báo với chị là tinh trùng có đủ chất lượng hay không, được bao nhiêu. Thì nó mới báo mình là cái phí chuyển tiền. Thì em đâu có để ý. Nó bảo em như em đóng nhiều. Bởi vì buổi sáng em mà nói là em chữ 1 năm. Xong đến khi mà 14 tháng 2 em gọi lại để mà để, bởi vì 19 tháng 2 Louis mới đi mà. Thì em mới bảo, tại vì tận ngày 15, 16 em vẫn lấy tinh trùng, em lấy 3 lần lận. Bởi vì em cẩn thận em lấy 3 lần để em chữ không biết bao nhiêu mẫu lận. Thế là thôi. Nó kêu là tiền đóng chỉ có 3 tháng thôi. Nó đưa cái tinh trùng em vô kho và nó bảo là vẫn dùng được. Nhưng mà chị biết cái tính đa nghi của em rồi. Em đâu có khùng. Em đâu có khùng. Để em đóng thêm cho nó mấy chục triệu. Chị hiểu không? Bởi vì nó kêu mình đóng có 3 tháng thôi. Mà chậm cái cho em chửi hôm mà là chị ngày hôm đó chị đã nói là chị. Bắt đầu mấy chục triệu rồi đến lúc mà không phải của mình thì sao? Nó lấy cái tinh trùng ở chỗ khác sao? Thì em nói chị nói em nghe này.
tại sao đến thời điểm gần hết 3 tháng mà em không gọi lại cho chị? Thì nó phải gọi điện cho mình, nó mới bảo mình là chế chị cái này của chị là sắp à, bọn em service rất kém. Bọn em bởi vì chị là người có yêu cầu nói ngay buổi sáng hôm đó là chị đóng gương 1 năm thì chị không có thời gian đi lại. Cái này lỗi hoàn toàn của bọn em. Thì chúng nó nhận nhưng mà bây giờ mình là người cẩn trọng. Nên em đây lui là thôi. Hãy bay về. Hãy bay về đi. Chắc cú. Lại đến tiếp à? Ừ, lấy lại. Bởi vì em mà cười cẩn thận chịu không? Biết được chuyện gì? Thế giờ bây giờ, bây giờ chị nghĩ xem chi phí của cái việc chị cấy vô để làm phôi rất là mắc. Thì thà là lui bay về. Đúng không? Để chị lấy cái tinh trùng mới nhất. Nó sẽ là an toàn nhất. Mẹ cái loại chúng mình cứ thích sinh đôi đây, mẹ nó khổ thế đấy. Nói chung là bây giờ về đấy thôi, lại thôi bây giờ như vấn đề về em lấy rồi á, quan trọng em có trứng sẵn đi, em có trứng sẵn nó về nó lấy cái xong là phối luôn là tạo phôi luôn, thì cái phôi á em hiểu không, thì em muốn đi em muốn cấy lúc nào thì cấy, khi mà em tạo thành phôi thôi bà rồi, em, bà nói tôi đây này, đây tôi phải ghi một tờ giấy uống bổ trứng, uống bổ trứng mạnh tiếp. Tôi thề bà luôn. Rồi là em quên mà em có phôi sẵn rồi thì dụ năm nay em không cấy thì sang năm em cấy, sang năm em thụ thai cũng được. Chứ không nhất thiết là em phải thụ thai liền, nhưng mà quan trọng là lúc mà bây giờ mình có trứng sẵn. Đây uống bổ trứng đây. Trứng mình gom sẵn trứng đi. Nhất tâm tu tập. Nhất là số lượng trứng là phải hơn 10 trái. Nhất tâm tu tập để làm ra khoảng hơn 10 phôi. Mai tôi đi chùa, tôi nhất tâm tu tập nghỉ nhậu để tôi uống bổ trứng. Đó. Ok, thế bao nhiêu lần mày phải nói nghỉ nhậu đéo đâu. Tôi nói nghe. Năm ngoái đó. Tôi uống đến bây giờ cái hộp bổ trứng này ấy, tôi uống sang hộp thứ tư rồi đấy. Mà tôi cứ uống xong rồi tôi quên xong tôi đi nhậu. Coi như vứt, coi như bỏ. À mày. Bà đi lấy trứng rồi. Thế bà lấy xong trứng rồi thì bà lên kế hoạch sau tôi mà bà còn làm nhanh hơn tôi. Bà lên kế hoạch sau tôi mà bà còn làm nhanh hơn tôi. Chị lấy cái chữ ra sẵn đi. Tôi kệ đi, mai sau ví dụ như là sao mình muốn đẻ tiếp đi, là 50 tuổi thì mình muốn đẻ nữa thì lại đẻ. Rồi, tôi sẽ quyết tâm. Trời ơi, mà không đau đâu, đi lấy không đau đâu. Trời ơi, tắm con nó về nó bảo. Ê, chưa bảo có nhà không Hương? Chưa bảo có nhà không? Chiều nhà hôm qua chơi với hai nhỏ. Chiều chị không, chiều chị đi đã đi làm visa trong với ông PE rồi. Còn bọn trẻ con là chị thì nó đi học. Mấy giờ về? Chiều đi học thêm. 8-9 giờ nó mới về. Tại chị đi thì 9 chiều muộn chị mới về. Còn là bọn trẻ con học 8 là học xong 8 giờ. Bé học lắm đấy. Cố gắng lên. Sang năm mày đẻ đẹp rồi đó. Năm nay lấy trứng đi. Xong mày tháng 6 thì khoảng tháng 7, tháng 8, bao giờ mày đi Mỹ? Cũng tầm là... Tháng rồi, bây giờ mình thấy sao? Em còn trẻ đó. Nên là mình trứng mình mới nhiều, chất lượng trứng nó mới tốt. Chứ còn đầy người, bốn mấy, trứng ít lắm và chất lượng trứng kém. Tao mà biết đó, mà cái công nghệ giữ trứng cái này ấy... Mà tao giữ từ lâu rồi đúng không? Mấy trăm trái rồi đấy. Tao đi dậy mấy trăm trái mẹ luôn rồi đấy. Tao đang bảo con Lân nhà chị, thì bảo tao mày đi làm, tao cho mày tiền, mày đi giữ trứng đi. Ngày mai xong mày muốn đẻ, bây giờ mày đẻ thì mẹ 30 tuổi rồi. Mà nó không có chịu. Cái bọn trẻ con, cái bọn thanh niên nó không như mình đó. Bà ơi bà. Bà phải được khai thác về cái gọi là cái tầm nhìn về Phật Pháp đi này. Cái loại bà ấy, và cái loại tôi ấy, cái loại đàn bà mà đẻ con nhiều ấy, là chúng ta có nghiệp. Nghiệp với con cái kiếp trước, nên kiếp này chúng ta đầu thai vào nhà mình để mình trả nợ cho nó nha. Còn những đứa nó không đẻ con hoặc nó không đẻ được con là nó không có nghiệp con cái, nó không có mắc nợ con cái. Như con Nhung nhà tôi mắc nợ 31 con chó. Bà hiểu không? Là kiếp trước nó là con mổ chó, giết chó, bắt chó, nên kiếp này nó không có nhu cầu đẻ con. Bắt thả nhà mày mấy tháng rồi? À 5-6 tháng rồi. Có trai gái? Trai. Ôi bà thích quá à. Trời, con, nó tự nhiên đây là sao? Tự nhiên tự đi nhiên làm. Nó trẻ thế chả tự nhiên sao à? Ok, đó nó mong con 5-6 tháng rồi đó, đi bụng là đi sinh nhật em bụng nó nhum nhum rồi đấy. Ừ. Ồ mà. Thôi tôi ở đây đó, đó ngoài bà Tún. Ở đây tôi phải tu tập thôi. Tôi phải tu tập vì tôi nhịn nhậu không được. Thôi nhịn nhậu đi lấy trứng đi.
cái trứng tao mà biết thật đấy, chị mà biết này, lúc mà 30 mấy tuổi mẹ tao lấy mấy chục trái, mấy trăm trái. Ê tao bảo này, hôm tao đi nha, tao đi lấy trứng nha, có ông ấy bảo đi, biết là đi bán trứng hay không, hay là nó đi hiến trứng, nó bảo là đi hiến trứng 3-4 đứa con gái mà có 20 mấy tuổi thôi, 20 tuổi à, mà chưa lấy chồng bao giờ mà đi hiến trứng. Ôi má nó can đảm thật đấy, hiến trứng nó hiến con đấy mày, trứng mình là con đó phải không? Ừ, tao đi hiến trứng đó, 3-4 đứa luôn. Tao hỏi là chúng mày, sao chúng mày động lực nào mà chúng mày đi hiến trứng vậy? Trời ơi, hiến máu tao tao còn có thể hiến được, nhưng mà hiến trứng sao tao hiến? Trời ơi má ơi, nó đi 3-4 đứa đi hiến trứng mà 20 mấy tuổi thôi, ôi cũng đi, cũng đi chọc hiến trứng rồi đó. Trời ơi nhân đạo thật đấy, tao bảo trời ơi sao mà chúng mày quá là can đảm luôn đấy. Tao bảo cho đi hiến máu thì ok tao sẽ đi hiến, nhưng mà bảo hiến trứng, trứng là con của mình mà mẹ mình hiến mấy chục quả trứng, nhưng mà chồng mình có mấy chục đứa con à? Ờ bình thường đời người ta như vậy. Có cái ông gì ông đi hiến tinh trùng 100 mấy chục lần đấy, ở bên trên báo đấy. Hôm nay tôi phải uống, bắt đầu uống bổ trứng rồi, nghiêm túc, một sự nghiêm túc. Đẹp đẽ giống tốt thì mình đi hiến chứ. Không. Lùn xổn đen hôi hiến chi. Đi ngoài. Mẹ xã hội đẻ ra tiền cứ biết xấu xí. Cái chồng thì đi hiến được đó. Oh, mà bà chồng ai anh ông đi hiến trứng, hiến ông trứng cho. Mẹ bà cũng gây nhiều. Ông đó ông hiến nào là con ông đẹp. Hôm qua tôi vừa cho con kiến nó chơi ở khu đường 7B Tân Phú bên chỗ bà, có khu chơi tin ngờ, ok lắm. À, chỗ nào 7B chỗ nào? Ở trong đoạn nào? Ở khu ngay sau ủy ban nhân dân quận 7, chỗ sân bóng. À, thế ừ, chơi chắc chắn Victor với Paul là rất thích. Ở trên bánh ra mẹ quận 7 ở, chứ mình ở bên đó chị vẫn chưa học, con học quận 7 xong rồi tất cả giao dịch giao du bên quận 7. Mấy về quận 7 là mình nghỉ nhậu được luôn đấy. Bây giờ tốt nhất là mình đi sang mình thuê căn ở trong đây đi. Đi ở bên này là tách biệt. Bà quên rồi. Tôi nói bà nghe này. Tôi nói cho bà nghe này, bên quận 7 tôi có 7 đứa bạn nhậu đấy. Ít vậy. Có 7 đứa bạn nhậu đấy. Là nhà thằng Cao Thái Sơn là một này. Nhà bà Hiếu là hai này. À, nhà Hảo Hiếu bên này à? Không, bà Hiếu bên luật sư. Nhà Hảo với cả con sẻ BT là 4 này. Vợ chồng Tùng Lâm bán gà 3T là 5 này. À, rồi nói chung bên đấy em có 7-8 đứa nhậu. Thằng Xin là 6 này. Địt mẹ. Tôi nói là nghe tôi, đấy là tôi là những mối chính. Còn mối phụ cũng nhiều nên là. Nhưng mà vấn đề tao nghĩ là nhậu nó thèm đấy Trang à. Thèm chị đấy. Thèm cảm giác lắm. Vui. Tôi nói cho ngay này, tôi thèm chỉ lắm. Có ông, tôi chỉ có gia duy nhất ông Vĩnh Nghi nhà bà thèm. Tôi không quen bất kỳ ai ở đấy nha. Ông ấy thèm lắm. Tôi chỉ quen duy nhất. Tôi duy nhất chỉ có quen thằng Bin Vũ ở ngoài Nha Trang. Là nó chạy vào nó sẽ uống cà phê với tôi. Không gặp ai nhậu luôn đó. Tôi chỉ có đi ra Vĩnh Nghi nhà bà là tôi sẽ không gặp ai nha. Ừ, đi ra Vĩnh Nghi đi. Bây giờ con kiến nghỉ hè. Nó thi giữa kỳ tháng 5 lận. Ừ. Đó, xong rồi ra đây. Ê, có khi tôi ra đây tôi tu tập được với bà nhỉ. Nếu như mà tôi ra đấy một tháng tôi không gặp ai, xong là đến ví dụ tháng này có kinh. Bắt đầu tôi uống, tôi bắt đầu uống bổ trứng từ tháng này đúng không? Không khí trong lạnh, tập thể dục leo núi, leo đồ. Má khỏe. Tôi khỏe sẵn rồi má, đéo cần phải leo núi. Đó. Ê, tôi nghĩ là tôi phải đi một cái vùng nào tôi đéo quen ai cơ Hương ơi. Chứ tôi ở Sài Gòn ta thì hay tôi đổi về số điện thoại nhỉ? Tóc Facebook à? Không được. Chúng vẫn nhắn. Từ đó sao mà gì? Tại vì đó ô tô mà tích trong đầu người ta là mày là nhậu là phải có Trang, là không có Trang là không vui. Mà nhậu với mày nó lại vui, mày thì mày kêu hài. Mày ông kia, hôm kia đi ăn bún ngan tôi kể cho bà nghe. Như kiểu tôi chủ quán ấy. Cái quán bún ngan đấy, khai trương, khách thì đông chịu không? Khách thì đông ạ. Kể chuyện nó vui. Mày khách thì đông mày, từ mày khuấy động thì nó từ vui. Mấy chú già bạn rồi. Của bố của mấy người. Trời ơi. Trời ơi, tôi đi đến cái quán ngan đấy mà tôi quen cả quán luôn. Trời. À mấy thì vui mà em nhậu em nói chuyện vui nên là người ta. Ê giờ này bà Giang Ly bà ấy, đi leo núi gớm mất nhỉ? Cái gì? Bà Giang Ly giờ này bà đi, bà Yến đi giờ bà đi leo núi.
ai biết được bà ấy. Tự thấu sống cho bản thân mình. Mẹ già con mẹ rồi. Thì sống cho bản thân mình đấy, biết được bà ấy đi đâu đối đeo đồ đi chơi thì bời đó. Biết sao? Chị cũng mơ mơ bận định, chị cũng về hôm qua này. Hôm qua đi kia tôi kích trứng rồi. Hôm qua thì tôi phải đến xong rồi. Hôm kia. Xong rồi bây giờ mới lấy trứng xong rồi, bây giờ đi về xong nghỉ ngơi xong rồi xong rồi đến bao giờ lại đi đến được hai lần mới đủ đủ trứng. Bữa này có được mấy quả tí nó mới đang gọi điện nội táo này. Ok nha, có gì ok thì còn nghỉ nhậu đi. Ừ bay em. Ừ ok. Ôi giời ơi, bà Hương bà đấy, tôi vừa mới uống bổ trứng đấy mấy bà, tôi vừa mới uống bổ trứng đấy. Con mụ Hương Hoàng đấy lấy trứng xong rồi. Tôi rủ mụ đi cấy sinh đôi. Mà từ năm ngoái năm nay chồng tôi thì cất tinh trùng trước. Bà thì đi cất trứng trước. Đến giờ bà cất trứng xong rồi, tuần sau bà lấy tinh trùng rồi bà ấy làm phôi. Còn mình tôi thì chưa có kịp làm cái gì, bây giờ tôi phải đi đâu để tôi tránh được cái đội nhậu này. Bắt đầu vào uống bổ trứng, đừng có ai rủ nhậu nha. Tôi nói với bà nhá, không ai rủ nhậu tôi đâu đấy. Quá mệt mỏi rồi. Uống cặp đôi này mới được. Vitamin E làm dày niêm mạc tử cung, đẹp da. Đấy, bao lâu chú uống vitamin E này? Bao nhiêu lâu chú uống vitamin E chú uống ngoài anh Thảo? Hơn một tháng rưỡi rồi. Con mụ Hương Hoàng lấy xong trứng là 16 quả trứng rồi. Còn tôi vẫn chưa uống, vẫn chưa lấy được quả trứng nào. Tất cả là do mình nha. Nhậu cho cố vô một viên vitamin E. Một tháng rưỡi nay không uống vitamin E rồi. Từ Tết đến giờ rồi. Một viên hoa anh Thảo. Vừa uống 2 viên bổ trứng rồi. Vừa uống 2 viên bổ trứng rồi đấy này. Bắt đầu từ hôm nay tiếp tục uống bổ trứng. Không thể nào để cái tình trạng này được. Và bây giờ tôi nghĩ là tôi phải đi một cái vùng tỉnh xa xôi không quen ai. Trời thần thiên địa, cái cảnh này làm sao mà tôi có thể có bảo hộ được. Trời má ơi, biết được không? Chả nhẽ tôi có mẹ Hương Hoàng. Chả nhẽ tôi có mẹ Hương Hoàng. Thôi đi đây, bye bye các mẹ.